review view găng tay vô cực phiên bản tí hon, phiên bản chiếc xe găng tay vô cực con Thanos, găng tay Thanos hướng dẫn các bé lắp ráp cái găng tay vô cực phiên bản siêu xe. Rồi tiếp tục găng tay vô cực khổng lồ xuất hiện. Rồi bắt đầu đạm ngọc cho nó thôi, gắn găng tay vào, găng tay khổng lồ tới đây, kịch 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 kịch, đứa nào dám làm loạn ở đây. Tiếp tục đụng gặp găng tay khổng lồ à. Rồi đạm ngọc vô, ngọc màu vàng, màu xanh, màu xanh lá cây, màu đỏ. Rồi gắn lưới cầm vào, gắn vào thôi. Có gì nó sẽ sai rồi, ngược rồi, ngược thì cắt gắn lại thôi. Mở mắt to ra nhìn, bắt đầu thôi. Cái tin lắp ghép cái găng tay vô cực với 5 viên ngọc. Rồi bắt đầu tay từ ngón tay trước một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, rồi cái thứ năm, năm cái, một, rồi một cái ngón tay, hai cái ngón tay, ba cái ngón tay, rồi ngón tay thứ tư, ngón tay thứ tư, tèo 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 đấm, ngón tay thứ năm thì nó nằm ở đây phía dưới đây, ngón tay thứ năm. Rồi gắn viên ngọc vô thôi. Viên ngọc đâu rồi, viên ngọc đâu rồi, à còn cái này nữa. Rồi cái cầm tay nữa, rồi thì có cầm tay đây. Gắn xong đẹp lộng lẫy con bà bảy, à lộn rồi, cái này cái hàng nằm trong đây. Rồi thử hàng thôi, tiếp tục thử hàng thôi, tiếp tục tiếp tục. Xong bắt đầu gắn cái móc này vào đây, căng nè, đẹp, đẹp, xong đẹp, đẹp chưa từng được đẹp. Cái này, cái này, cái này ở đâu đây? Một cái, có gì đó nó sai sai, hai cái. Này chắc nằm đây. Này cái gọn thành cái thứ ba cái. Đẹp rồi, đẹp rồi. Bốn cái. Xong, bàn tay vô cực rồi gắn bánh xe vào. Bánh xe ở ngoài sau. Tiếp tục ở ngoài trước. Rồi gắn cái ghế ngồi vào, ghế ngồi vào. Rồi gắn tay cầm, tay cầm lái, tay cầm cái lái. Xong gắn tay cầm vào, xong gắn người vào, gắn người vào. À dạ, rồi chiếc xe chưa gắn ngọc vào, thử cái
Rồi gắn thêm khẩu súng. Khẩu súng hai nòng bắn đùng 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 đùng. À khó gắn quá. Gắn vào. Kịch. Kịch. Xong. Đẹp lộng lẫy. Rồi gắn cái này vào. Anh đỡ bên này. Rồi. Ừ. Rồi từ đó gần xong rồi. Rồi lính phải đọc nón vô. Đọc nón cho Ninjago. Rồi đọc nón giữ thẳng luôn. Nón cậu bằng cướp biển. Gắn thêm cái đồ tăng tốc độ. Gắn kịch. Tiếp tục đồ gắn qua đầu này. Gắn qua đây. Gắn cái này cho nó đẹp. Xong. Xong rồi. Rồi đây. Rồi thử hàng coi. Ờ đúng hàng rào này coi, nó chạy đụng được không? Để cho nó ngã không? Gắn vô đây, thử coi nó chạy ngã cái này không? À gắn không vào à? Wow, đụng. Đụng. Không có tác dụng. Ow, đụng vô tới đây rồi. Rồi tiếp tục gắn viên ngọc. Viên ngọc bằng hồng vào. Đúng. Ô, đặt xe luôn, tốc độ khủng khiếp. Rồi tiếp tục gắn thêm viên ngọc nữa. Rồi tổng cộng được 2 viên rồi đúng. Ô, quá mạnh. Mạnh quá. Ồ, viên thứ 3. À, sức rồi, gắn lại, gắn lại, gắn lại, gắn lại. Thôi, sức rồi, lại đi sức rồi. Viên ngọc thứ 3 gắn vào. Rồi đã được 3 viên ngọc. Sức mạnh được tăng khủng khiếp. Cái xe được bơm sức mạnh quá mạnh. Rồi gắn lại, cầu tiếp. Rồi gắn thêm viên ngọc nữa. Mới được 3 viên rồi. Chỉ còn viên màu đỏ. Gắn thêm màu đỏ nữa. Rồi viên màu đỏ. Màu đỏ. Rồi kiếm viên màu vàng nữa đâu rồi. Đây. Viên màu vàng đây. Rồi đủ 5 viên. Các bạn không thích. Rồi nhớ khi mà rõ âu âu động quá mạnh nè à. Xe tốc độ khủng khiếp rồi. Phải bị lật cái xe. Tốc độ xe được nâng cấp lên quá khủng. Gắn hết bào luôn à. Đồ gắn được ok. Còn ngóc ngón tay lên đụng. Văng luôn. Hít văng luôn. Một cú cũng nhẹ không văng luôn. Bào. Bào. Anh là chùm. Anh là thiên hạ vô địch. Ta đủ 5 ngọc giật bánh đầu. Đứng mặt với anh nè. Đứng mặt với anh ngồi đây đứng mặt với anh. Tiếp tục xuất hiện à, người dám làm loạn ở đây là tên kia. À tới đây người dám làm loạn à. Như là vậy đây, ngươi rất là lõn đây. Hả? Tên kia. Dòng men tới đây. Ngươi là gì nữa đây? Không. Người tiếc à. Mà đứng về phía ai? Đứng về phía ông men à. Ui giò đúng. Hít xa. 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 Mạnh nè. Cái mạnh nè. À sức cái giò rồi. Sức cái giò rồi gắn lại. Men mạnh mẽ quá. Hít, hít, hít. Ô, này dễ đi sức quá. Ô, ba dặm nè. Dặm cái nữa nè. Dặm cái nữa nè. Dặm cái nữa nè. Ô, ba viên ngọc ngươi à. Ấm gì à. Đó, sợ chưa, ngươi sợ chưa. Chiếc xe à. Ngươi là chiếc xe hả. Xe vô cực hay xe găng tay vô cực hả? Bởi vì E-man đánh cực luôn. Đầu hàng đi. Đầu rất vô cực, nó rất găng tay luôn rồi. Rồi, thử ra. Thua rồi, đầu hàng chạy thôi. Rồi, kêu đại ca vô tiếp. Chạy, vô cái vô cực, 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 cực. Đây là găng tay vô cực Lego khổng lồ.
sáng tạo, là sáng tạo găng tay vô cực, găng tay Thanos, găng tay vô cực, nó hả, gãy là gãy găng tay không? Gắn lại thôi, mạnh mẽ quá gãy găng tay luôn rồi. Rồi, yêu men đâu? Giá yêu men một cái nè. Gắn lô, cứu đại ca ơi, đại ca. Yêu men nó vượt, cứu em đại ca ơi, yêu men vàng. Một cuốn em đã cắn rồi, cứu cứu em đại ca, cứu. Đứa nào quýnh ngươi, đứa nào gặp ta mà không sợ à? Mày dám quýnh hả? Mày quýnh hả? Mày quýnh, mày quýnh hả? Mày dám quýnh hả? Mày quýnh hả? Quýnh hả? Quýnh hả? Không biết sợ hả? Nó bư nắm đi ra luôn. Mức sợ hả? Người ta làm bằng tay luôn. Người không biết sợ ai, nóng người lên lùng mình biết. Không biết sợ hả? Gặp cái tay cực, cứ chạy. Cứu, cứu ơi, cứu, cứu. Rồi, áo quýnh chắc queo luôn rồi. Ăn tay vô cực, bác chủ thiên hạ. Mày quýnh, 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 quýnh. Phục hồi lại. Phục hồi lại thôi. À, quýnh, quýnh. Chạy, quýnh. Ồ, ngồi gãy động hết trơn rồi. Quýnh. Quýnh hả? Quýnh hả? Ôi, thằng tay vô cực. Yên mẹ nó chơi liều mạng rồi. Gãy tay gãy chân hết rồi. Rồi quýnh gãy tay luôn. Cái hù. Ui, sợ. Sợ sợ. Rồi hết đứng nổi luôn rồi. Đầu hàng cho cưng. Rồi đầu hàng rồi. Đầu hàng rồi. Dám chiến đấu với ta hả? Chiến đấu với ta. Chiến đấu với ta. Cái đầu luôn. Rồi xong rồi cưng ngạch. Phục hồi cho cưng là cưng ngạch gì vậy thôi. Giật cái đập. Ngồi nó luôn. Mẹ. Xong trận chiến kết thúc. Hello. Bye bye, tạm biệt các bé nha. Trận chiến giữa bàn tay vô cực của Eo, của Thanos với Yêu Men chắc đã kết thúc. Phần thắng nghiêng về Thanos găng tay vô cực.